Trời ơi. Thấy ghê, thấy ghê. Em chưa bao giờ làm cái nét đó luôn, anh chưa bao giờ. Cái nét này là chỉ có từ sâu trong đôi mắt này. Nam ca sĩ đẹp trai hiền lành nhất chương trình, Hồ Quang Hiếu. Ủa, Hồ Quang Hiếu đâu? Buka. Trời ơi, hôm nay táo bạo quá. Mimi Trần. Ủa gì kỳ vậy? Wow. Vậy thì lỡ rồi, xin giới thiệu luôn. Buka. Trời ơi, hôm nay táo bạo quá. Jun Phạm. Thưa quý vị, một nhân vật nhỏ nhắn xinh xắn, đó chính là Huỳnh Lập. Thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm. Và người cuối cùng đó chính là Lâm Vĩ Dạ. Loạn hết luôn. Hey, hey, hey. Thưa quý vị thân mến, điều đầu tiên chúng tôi xin gọi là phê bình Lê Dương Bảo Lâm. Sao vậy? Sao vậy? Quá là làm ảnh hưởng quá trình hô hấp của các anh chị. Cái bên thứ hai là làm cho bộ phận gọi là lao dọn phải mệt mỏi. Dạ em là ngày hôm nay em thế thân, em thế thân gọi là hình tượng của Quỳnh Lập. Quỳnh Lập lúc nào ra cũng dơ như vậy. Nên em phải như vậy thôi. Em làm gì làm, em dơ là em dơ đúng trên người của em, chứ không có dơ tràn lan đại hải giống như anh giống vậy nha. Bây giờ tôi xin hỏi nè, cái nét nào mà của Buka mà nãy Hồ Hiếu diễn vậy? Anh Hiếu nãy diễn sao vậy? Cái gì mà thấy ghê, thấy ghê. Em chưa bao giờ làm cái nét đó luôn, anh chưa bao giờ. Không, vì cái nét đó là cái nét anh Hiếu muốn làm. Anh Hiếu thích làm như vậy rồi. Cái nét này là chỉ có từ sâu trong đôi mắt này. Thiệt, ghê quá. Còn nét nay ai làm nét Lâm Vĩ Dạ vậy? Đây, đây là Trương Phạm. Trời ơi, trời ơi, cái chân dẻo queo và đưa đúng xuống dưới luôn á, y chang luôn á. Ủa thật ra Dạ luôn luôn làm cái trò như vậy nhưng mà em làm đẹp hơn Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, dễ cảm lắm. Thấy Quang Trung là làm giống nhất nè. Làm gì mà Harry Won? Em nghiên cứu về Harry Won vui lắm, cái động tác này là của chị lắm nè. Nói chung là ai cũng thành công, chỉ có trừ Hồ Quang Hiếu thôi. Tự nhiên muốn can. Không phải. Có những cái gì em xây dựng luôn á. Bầu trời vui nhộn, vui nhộn áo. Và
trong bầu trời này có nhiều ngôi sao. Dạ. Tối giả. Có những ngôi sao ở bên ngoài là bùng cháy. Bùng cháy. Nhưng bên trong là sự rụt rè. Rụt rè. Tôi á. Hả? Bên trong anh rụt rè. Có ngôi sao. Bữa nay là sao quả, mai sao kim, mốt sao mộc, ngày nào cũng đủ loại sao, đó là mình làm. Sao gì mà linh hoạt như vậy anh? Đó là mỗi ngày mỗi kiểu. Nhưng mà anh ơi, bữa nay là sao đâu quá anh. Bữa nay sao đâu á. Anh ơi, em cảm giác là mình đang đứng trước một cái chung cư vậy đó anh. Bên cạnh anh là ban quản lý chung cư đó. À, ban quản lý chung cư đây hả? Dạ. Anh sắp chuyển chỗ rồi. Đi đâu anh? Bị anh không thể quản lý những con người ngổ ngược này được. Dạ. Hay anh sẽ nhờ Harry Won giới thiệu. Harry. Dạ. Lâm Vy Dạ là con người như thế nào? Danh xạo. Danh xạo. Xạo. Danh xạo. Sao càng ngày nó càng vô cái chữ xạo như chị? Sẵn sàng chưa? Dạ, rồi. Thưa quý vị, chúng ta đi vào vòng đầu tiên. Vì sao con cú có thể quay đầu về phía sau? Tại sao mà con cú có thể quay đầu lại được? Đó là một đặc điểm rất là đặc biệt của con cú. Là tại vì á, cái cấu tạo của con cú nó không giống cái cấu tạo của con người. Thì quay được không? Không quay được 270 độ, nhưng con cú có thể quay được 270 độ. 270 độ? Dạ, đó là con số chính xác em có thể nghiên cứu về con cú. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái cổ của con cú á, nó có những cái tĩnh mạch, những cái dây mạch máu, những cái dây đó nó có hình xoắn ốc lò xo. Mọi người biết cái lò xo trong cây viết không? Yeah. Nó có cái xoắn ốc đó đó. Cho nên là khi con cú quay là cái lò xo nó giãn ra. Và khi nó có thể giật ngược trở lại. Không ảnh hưởng gì hết. Còn con người mình không có cái lò xo đó quay lại rớt, gãy. Tức là con cú nó quay lại được, theo em là 270 độ là do các tĩnh mạch có xoắn ốc lò xo. Dạ. Bạn tin hay là không? Dạ em tin. Tin. Sự lựa chọn của Lan Hương là sự lựa chọn. Cú có thể quay được 270 độ. Nó có những cái tĩnh mạch, những cái dây đó nó có hình xoắn ốc lò xo. Sự lựa chọn của Lan Hương là sự lựa chọn. Không chính xác. Vì nó có gấp đôi. Đốt sống cổ nó có tới 14 đốt sống cổ. Bên cạnh đó các đốt sống của cú có các lỗ trống lớn gấp 10 lần so với kích thước các động mạch của động vật. Với khoảng trống linh hoạt, các động mạch có thể dễ dàng đi qua các đốt sống khi cú quay đầu. Cấu trúc độc nhất này giúp con cú quay được 270 độ chứ nó không có cái lò xo bên trong. Bây giờ là câu hỏi dành cho Buka, câu hỏi quyết định. Tháp nằm ở bờ đông nam hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, tên là gì? Nè, nghe Buka kể về câu chuyện lịch sử của Buka nè. Nhưng mà có ra Hà Nội không hay ở Đồng Tháp không? Có, Buka có ra Hà Nội. Và ở Hà Nội có một cái tháp nằm ở bờ đông nam của cái đường Đinh Tiên Hoàng. Và cái tháp đó tên là Tháp Hoàng Phong. Buka trả lời là Tháp Hoàng Phong. Tin hay không? Dạ tin. Tin. Niềm tin chưa? Buka đừng dập tắt niềm tin này nha. Lê Nhân đã tin. Tháp Hoàng Phong là lựa chọn. Không chính xác. Tháp đó là tháp Hòa Phong. Tháp Hòa Phong nằm ở bờ đông nam hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là một di tích cổ còn sót lại của chùa Báo Ân, một ngôi chùa lớn xây năm 1842 ở Hà Nội. Câu hỏi dành cho Harry Won như sau. MV 2222 của nhóm Blackpink đạt được bao nhiêu view tính đến thời điểm hiện tại? Có nhiều à? Nhiều này à. Rất nhiều à? Là lúc rất nhiều. Nói chung là gần đây thì em có coi cái MV của BTS và hiện đang có sở hữu cái số lượng mà người ta coi là 120 triệu. On à. Dạ đúng rồi. Anh rất là thích Blackpink bởi vì anh rất là thích cô Lisa. Em cũng thích Lisa nữa. Lisa, anh có thích Visa không? Lisa. Nói chung là thành viên đó ai cũng đẹp hết trơn và cái bài hát nào cũng hot hết.
pháp luôn. Thì cái bài đó kìa, tru tru tru, thì chắc nhiều người cũng biết nhảy mà đúng không? Ở đây có biết nhảy không? Em biết nè, em biết. Đây 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 đây. Đây có. Lớp bây giờ cũng biết nhảy luôn hả? 2 3 vô. Như vậy bên Buka là nhảy cái bài Baby chắc tru 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 tru. Nói chung là cái bài hát này em biết, và đến thời điểm này lượt view hit lắm. Đoán đoán 3-4 tỷ gì đi. Con số cuối cùng 1 tỷ 1 tỷ 3. Wow, 1 tỷ 3. Chào anh Huy, tin hay là không? Em sẽ... tin không được, em phải tin chị. À không tin được, chơi dạ. Chữ quá ha. Không tin được, ngay là tin. Tin. Thưa quý vị, sự lựa chọn của Trần Anh Huy, dù đã làm chung nhiều chương trình, nhanh như chớp, đúng không? Đừng có dừng nè. Và hôm nay cũng biết Hadi Won rất là tốt với em, và đó là sự lựa chọn không chính xác.